Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tổng hợp những mẫu xe 7 chỗ máy dầu, máy xăng. Giá tiền chỉ từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe 5 chỗ, 7 chỗ hiện đang có tại cửa hàng bên em, vậy thì hãy cứ nhấc máy lên alo cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một dàn xe 5 chỗ 7 chỗ máy dầu máy xăng, giá tiền chỉ từ 32 triệu đồng cho đến 500 triệu đồng quay đầu các bác nhé. Đấy, chỉ từ 32 triệu đồng thôi. Sau đây em sẽ tiến vào một mẫu xe 32 triệu các bác nhé. Mẫu xe Nissan Soli 2000, sản xuất năm 1992. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật, biển kiểm soát 29H, biển Hà Nội luôn. Mà giá tiền chỉ với 32 triệu đồng thôi. Vâng, rất là rẻ các bác nhé. Chỉ có 32 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Nissan Probus nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản về. Máy lỏ, còi kêu, bốn bánh vẫn quay đều, điều hòa mát. Mà giá tiền chỉ với 32 triệu đồng có cả màn hình luôn. Có cả màn hình các bác nhá. Đây, bô lăng này. Rất là ok. Đấy. Chỉ có 32 triệu đồng cho một mẫu xe 5 chỗ ngồi. 5 chỗ ngồi các bác nhá. Đăng kiểm thì bên em mới đăng kiểm mới tinh rồi. Đấy, lốp dép của em nó này. Lốp dép thì rất là dày luôn. Vâng. Chỉ với giá tiền 32 triệu đồng thôi, các bác đã sở hữu một mẫu xe Nissan Probus, biển kiểm soát Hà Nội 29H3411 các bác nhá. Hàng nhập Nhật luôn. Đấy. Mà giá tiền chỉ với 32 triệu đồng, rất là rẻ luôn. Và con Hyundai Elantra. Hyundai Elantra có năm sản xuất đến năm 2017 các bác nhá. 2017 mang phiên bản số tự động. Số tự động với động cơ của nó là 1.6, biển kiểm soát Hải Phòng, phác đồ đỏ 15A67838 này. Mẫu xe Hyundai Elantra 2017 với giá tiền 425 triệu đồng. Nội thất này, nội thất ghế da xịn luôn. Màn hình cũng như có cả cam nôi đầy đủ rồi. Một mẫu xe Hyundai Elantra. Vâng, động cơ 1.6. Keo chỉ zin, máy zin. Bàn phím tích hợp trên bô lăng. Đèn lỗ start top. Giá tiền con này chỉ 425 triệu đồng. Một mẫu xe phân khúc hạng C. Đeo biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A02905. Một mẫu xe Daewoo Lachatti, con này nó là bản CDX, nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Số tự động, động cơ 1.6 máy xăng, biển kiểm soát Hải Phòng, tư nhân chính chủ, ký nháy lăn tay đầy đủ. Giá tiền chỉ với 225 triệu đồng thôi. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, một mẫu xe Daewoo Lachatti bản CDX, màn hình đầy đủ, bản full chuẩn chuẩn đời, keo chỉ zin, vâng, máy số thì rất là ngon, gương kính chỉnh điện và cột xe. Mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, nội thất ghế da xịn luôn. 225 đồng, đời 2010, số tự động, động cơ 1.6 máy xăng. Một mẫu xe Daewoo Lachatti bản CDX nhập khẩu nguyên chiếc, mang phiên bản số tự động, khối động cơ em này nó là 1.6, biển kiểm soát Bắc Giang. Vâng, con này thì chỉ với 189 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lachatti bản CDX nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động, động cơ 1.6 máy xăng, bản sedan hai đầu. Kia K3. Vâng, Kia K3 là một trong những mẫu xe bản đủ, động cơ 2.0, sơn xi màu đen, một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Con này thì bên em đang chào bán với giá là 395 triệu đồng.
Đấy, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2024 này. Đăng kiểm thì dài miên man các bác nhé. Nội thất các bác ạ. Nội thất thì ghế da trang bị màu đen, ghế da vẫn là ghế da xịn các bác nhé. 395 triệu đồng cho một mẫu xe Kia K3 động cơ 2.0, bàn phím tích hợp trên bô lăng, gảy số trên bô lăng. Sơn xi màu đen xịn sò luôn. Một mẫu xe Daewoo Lacetti bản SE, số sàn, khối động cơ 1.6. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng này. Đấy, biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Vậy thì bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn đúng chân cái mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển có nhá. Còn Daewoo Lacetti 2010 nhập khẩu bên em đang chào bán với giá là 188 triệu đồng. Mẫu xe phải nói là ngon bổ và rẻ, form dáng thì rất là đẹp luôn. Đấy, form dáng của em nó không bao giờ bị lỗi thời các bác nhá. Đấy, biển kiểm soát Hà Nội luôn. Toyota Vios, một mẫu xe được mệnh danh là mẫu xe lồi đồng cuối đá, mẫu xe quốc dân. Đấy, đeo biển kiểm soát Hải Phòng 15A. Mẫu xe Toyota Vios 2017, con này nó lên máy mới, máy trắng. Tư nhân một chủ sử dụng từ mới. Đấy, giá tiền con này chỉ với 348 triệu đồng thôi. Đấy, 348 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota. Toyota bền bỉ tiết kiệm, vâng, thương hiệu Nhật Bản, màn hình Android cũng như cam lùi đầy đủ luôn. Đấy, mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Toyota, vâng, bền bỉ, đẹp, rẻ, tiết kiệm, thương hiệu Nhật Bản. Toyota Vios mang biển kiểm soát Hòa Bình 28A12965, mang nước sơn màu bạc. Đấy, mang nước sơn màu bạc các bác nhá. Đấy, đeo biển kiểm soát Hòa Bình quá này. Một mẫu xe Toyota, vâng, Toyota Vios. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng này. Màn hình Android. Đấy, màn hình Android 315 triệu đồng. Con này 2014 nó là xe gia đình xịn luôn các bác nhá. Đấy, không một ngày taxi dịch vụ luôn. Đấy, xe rất là đẹp, màn hình camera lùi đầy đủ luôn. Và một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đây là một mẫu xe Kia Rio. Kia Rio sản xuất 2011. Mang phiên bản số sàn, khối động cơ em nó là 1.4 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe là em chỉ với 6 lít xăng thôi. Hàng nhập khẩu các bác nhá, 178 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Kia Forte. Kia Forte sản xuất năm 2013. Mang phiên bản số sàn, màn hình đầy đủ rồi. Số sàn, khối động cơ 1.6, sơn xi thì màu trắng, biển kiểm soát Hà Lan. Giá tiền chỉ với 265 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Forte 275, em giảm giá còn 265 các bác nhé. Đấy, biển kiểm soát Hà Lan, xe thì màu trắng, keo chỉ zin, máy zin luôn. Đấy, nội thất thì ghế da vẫn là ghế da xịn các bác nhé. Mẫu xe này thì đời cao mà giá thì thật rẻ các bác nhá. Đời 2018, mang biển kiểm soát Hải Phòng, số tự động, động cơ 1.5. Đấy, mà giá con này thì chỉ với 265 triệu đồng thôi. Đấy, 265 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Aveo, mang thương hiệu của nước Mỹ. Túi khí ABS, gương kính chỉnh điện. Đấy, một mẫu xe gia đình xịn sò luôn. Đấy, xe đẹp không một nỗi nhỏ luôn các bác nhá. Hyundai Solata. Hyundai Solata sản xuất 2004, mang phiên bản số tự động, khối động cơ 2.0, biển kiểm soát Hà Nội. Một mẫu xe bản sedan hai đầu, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Hiện tại chiếc Hyundai Solata bên em đang chào bán với giá là 145 triệu đồng. Đấy, biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Chevrolet Vivante. Vâng, Chevrolet Vivante số tự động 2008, số tự động các bác nhá. Đấy, mang thương hiệu nước Mỹ này. Đấy, số tự động thì động cơ của nó là 2.0 máy xăng. Với giá tiền con Chevrolet Vivante bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá là 145 triệu đồng. Đấy, xe tư nhân chính chủ biển Cao Bằng. Vâng, chỉ với 145 triệu đồng thôi, quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Chevrolet Vivante 7 chỗ ngồi, giá thì rất là rẻ các bác nhá. Đeo biển kiểm soát Hà Nội. Đây là một mẫu xe Toyota Vios. Con này nó là bản G. Bản G số tự động, động cơ của nó là 1.5 máy xăng. Một mẫu xe bản G số tự động. Xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, nội thất này rất là đẹp, đăng ký 5 chỗ ngồi.
Giá tiền của chiếc này thì bên Đoàn Nghị đang chào bán con này với giá là 275 triệu đồng. Đấy, thu hồi vốn các anh nhá, 275 triệu đồng. Mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá. Đấy, mẫu xe mang thương hiệu của Nhật Bản luôn. Và đây là một mẫu xe Mazda Flamaxi. Đấy, mẫu xe 7 chỗ ngồi mà giá chỉ với hơn 100 triệu đồng mà lại còn số tự động các anh nhá. Đấy, số tự động này. Đấy, 142 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 142 triệu đồng cho một mẫu xe Mazda Flamaxi 2003, số tự động, động cơ của nó là 1.8 máy xăng. Và đây là một mẫu xe vừa mới cập bến các bác nhá. Đấy. Một mẫu xe này giá số tự động, vâng, số tự động đời 2011. Đấy, 2011 các bác nhá, biển kiểm soát Hải Phòng. Số tự động đời 2011 mà giá tiền chỉ với 168 triệu đồng thôi. Đấy, 168 triệu đồng. Đấy, cho một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Đài Loan. Đấy, sơn si thì màu bạc, à, màu trắng đen xịn sò các bác nhá. Đeo biển kiểm soát Hai Củ Lạc Vĩnh Phúc 88A. Vâng, 135 triệu đồng. Đời 2008, số sàn, khối động cơ 2.0. Đây là một mẫu xe Trend Velat Vivante 2008 các bác nhá, số sàn. Đeo biển kiểm soát Hà Nội 30E. Vâng, 92441. Đây là một mẫu xe Ford Everest sản xuất 2008, số tự động, động cơ máy dầu, gầm cao, máy thoáng. Rất là thích hợp tất cả những cái đường như đường đèo, đường rừng, công trình, công trường, rất là ok. Mà giá tiền con này thì chỉ với 295 triệu đồng cho một mẫu xe Ford Everest. Vâng, một mẫu xe châu Mỹ. Đeo biển kiểm soát 36A, một mẫu xe Toyota Innova 2010, số sàn, khối động cơ của nó là 2.0 máy xăng. Giá tiền chỉ với 190 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe Innova, đấy, hàng quốc dân, giá cả bình dân. Đeo biển kiểm soát Hà Giang 23A. Đấy, mẫu xe này là mẫu xe chỉ có vài chục triệu đồng thôi, 7 chỗ mà giá chỉ có vài chục các bác nhá. Đấy, con này thì bên Đoàn Nghị đang chào bán với đâu đó là chỉ với 75 triệu đồng cho một mẫu xe Mitsubishi Jolly. Vâng, Jolly các bác nhá, Jolly Tom 7 chỗ ngồi. Đấy, 75 triệu đồng. Biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Đây là một mẫu xe Ford. Vâng, mẫu xe Ford Everest 2008 này, 2008, số tự động, động cơ máy dầu, gầm cao, máy thoáng. Một mẫu xe châu Mỹ. Vâng, số tự động, động cơ máy dầu, một cầu. Đấy, với giá tiền con này thì chỉ với 290 triệu đồng thôi. 290 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Ford Everest. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota dây nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật. Mẫu xe 7 chỗ ngồi mà giá chỉ với 40 triệu đồng các bác này. Đấy, 40 triệu đồng thôi các bác nhá. Đấy, chỉ có 40 triệu đồng. Đeo biển kiểm soát Hòa Bình 28A. Vâng, một mẫu xe Toyota Innova. Toyota Innova 2010. Mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 2.0 máy xăng. Đấy, biển kiểm soát Hòa Bình các bác nhá. Xe là con này nó là bản G xịn luôn. 2010 với giá tiền 240 triệu đồng. Vâng, rất là rẻ luôn. 240 triệu đồng. Đấy, giảm rất là sâu luôn các bác nhá. Chỉ với 240 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Innova quốc dân, giá cả bình dân. Biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 2010, nó cũng là bản G. Đấy, cũng là 240 triệu đồng các bác nhá. Đeo biển kiểm soát Hà Nội 30H. Đây là một mẫu xe Innova 2010. Em có 3 chiếc này. Đấy, 240 triệu đồng một chiếc các bác nhá. Đấy, con này thì con này đời 2015. Đây, có con này là 2010 này. 2015. Đấy, giá tiền 320 triệu đồng. Đấy, biển Hà Nội. 320 triệu đồng cho một mẫu xe Innova 2015. Toyota Innova 2010 240 triệu đồng bản G, số sàn, túi khí cũng như ABS đầy đủ. Đeo biển kiểm soát Hà Nội 30A. Vâng, 87425. Một mẫu xe Innova 2008 các bác nhá, 2008 này còn biển Hà Nội. Giá tiền chỉ với 178 triệu đồng thôi. Đấy, một mẫu xe bền bỉ thương hiệu Nhật Bản, đăng ký 7 chỗ ngồi mà giá thì rất là rẻ luôn. Mẫu xe bán tải Mekong. Bán tải Mekong sản xuất 2011, động cơ máy dầu, máy 3.2.
mẫu xe vừa chở được người mà vừa chở được hàng. Đấy, giá tiền chỉ với 156 triệu đồng. Đấy, em có 3 chiếc các bạn này. 3 chiếc bán tải các bác nhá. Ford Ranger 2009 nhập khẩu nguyên trước từ Thái, giá tiền chỉ với 275 triệu đồng thôi. 275 triệu đồng cho một mẫu xe bán tải Ford Ranger, được mệnh danh là ông vua bán tải luôn. Toyota Innova 2016 mang phiên bản số sàn, với động cơ của em nó là 2.0 máy xăng. Đấy, giá tiền con này thì nó là 389 triệu đồng. Đấy, Innova là một trong những mẫu xe quốc dân bền bỉ tiết kiệm, vâng, thương hiệu của Nhật Bản. Form dáng rất là đẹp, sơn xi màu vàng cát, biển kiểm soát 15K, biển Hải Phòng. Toyota Innova, một mẫu xe bản G số sàn, khối động cơ 2.0, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ. Đấy, bác nào mới vào nghề khởi nghiệp thì con này thì rất là ok. Đấy, con này thì bên em đang chào bán đâu đó chỉ có 225 triệu đồng thôi. Vâng, 225 triệu đồng cho một mẫu xe Innova hàng quốc dân, giá cả bình dân. Và đây là một dàn xe gầm cao máy thoáng các bạn này. Đấy, một dàn xe gầm cao máy thoáng. Đấy, sơn xi thì rất là đa dạng, đa sắc màu luôn. Đấy, Hyundai Santa Fe này. Đấy, Hyundai Tucson này. Honda CR-V này. Toyota Fortuner này. Đấy, Chevrolet Captiva. Đấy, toàn những mẫu xe gầm cao máy thoáng các bạn nhá. Mà giá tiền chỉ có từ 198 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Avante. Hyundai Tucson 415 triệu đồng 2010 bản full cửa sổ trời Panorama. Honda CR-V 2007 số tự động động cơ 2.0, giá tiền 285 triệu đồng. Toyota Fortuner 2010 số tự động động cơ máy xăng 2 cầu gầm cao máy thoáng, giá tiền 358 triệu đồng. Một mẫu xe Hyundai Tucson 2010 bản đủ, bản full cửa sổ trời Panorama. Giá tiền thì chỉ với đâu đó là có 415 triệu đồng. Đấy, mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Và đây là một mẫu xe Chevrolet Captiva 2009 số tự động động cơ 2.4, vâng, máy xăng. Đấy, số tự động có nhá. Giá tiền con này thì chỉ với 235 triệu đồng. Dạ vâng, vừa rồi thì đoàn nghề ô tô cũ Hải Phòng em vừa quay tổng hợp những mẫu xe 7 chỗ, 5 chỗ, máy dầu, máy xăng, giá tiền chỉ từ 32 triệu đồng, 40 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng, hơn 100 triệu đồng, 200 triệu đồng cho đến 300 đến 400 triệu đồng một đầu xe. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng đoàn nghề, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.